Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án để làm rõ vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định đây là hành vi vô ý do sự cố, loại trừ khả năng do cố ý gây cháy nổ. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khẩn trương thu thập chứng cứ nhằm xác định trách nhiệm từng cá nhân tổ chức liên quan đến vụ cháy để xử lý. Dự kiến trưa ngày 29 tháng 3, sau cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có cuộc họp báo định kỳ cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ việc.